mặt của cha mẹ đau thì mẹ đi không được, ở nhà mất về có chừng cha mẹ. Rồi cha mẹ chết rồi mới ở nhà đốt nhang cho cha mẹ là hàng ngày. Dạ. Có chừng nào mà mãn tan rồi mới đi bán được. Bởi vì mãn ngày. À, anh em không có nói, anh nghèo lắm, bây giờ anh lo cho em một tháng 6 triệu đi là em dùng vợ anh liền, tháng nào đủ đầy đủ hết. Sau cái nó chi sâu anh giúp bớt em ơi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì rất là may mắn trên một cái con đường hành trình gông gũi để qua chợ Vàm của huyện Phú Tân. Hôm nay Bùi Hồ có gặp một cái chú bán vé số và chú đàn để mưu sinh, mang cái lời ca tiếng hát của mình để mưu sinh từng ngày. Nghe thì tự nhiên. Cái quê hương tình em bó rồi năm tay xa. Trong cái quá trình mà Bùi Hồ quay chú á, thì chú đang đàn thì bị vô tình nó đứt một cái cọng dây số 1 hả chú ha? Dạ. Dạ. Trong khi quá trình thay dây thì con mời chú lại đằng kia đây. Lại đằng kia ngồi đây, con cầm cái đàn cho. Thì chú cháu mình trò chuyện, con ủng hộ chú vé số. Đi lại kia đi chú. Đây tôi sẽ rút dây được. Lại kia ngồi có băng ghế. Thế à? Dạ, bây giờ con cầm cái đàn cho. Con cầm cái đàn cho chú. Sao giờ đã gắn gì vô? Dạ, rồi. Đây ạ. Một tay cầm đàn. Đi đây, 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 đây chú, quay ngược lại đây. Là quá quay miếng nước rồi, quá quá. Dạ. Rồi. Qua đây rồi mới hỏi chuyện với chú. Xui quá. Đang nghe ca mới vô nghe hay hay rồi. Rồi chú, con mời chú vô cái quán nước này ngồi đỡ đi. Chú không có lên trên bạn ra không hết hay nè. Chú ha. Lên bên bà phải tỉnh á. Dạ. Mình tỉnh có bắt điều đó không? À, con không biết. Bây giờ mình vô trong nhà đi. Cô ơi, nếu như mà vô nhà đàn thì có ồn lắm không cô? Ngoài đó đi. À, ngồi ngoài này đi. Ngồi xuất ngoài. À, chú cháu mình vừa thay dây đàn vừa nói chuyện luôn ha. Dạ. Chú tên gì ha chú? Thái Minh Trùm. Thái Minh Trùm. Người quan tỉnh Đồng Tháp, Bắc Tân Bình, xã Tân Quỳ. Dạ. Chú vừa đi đàn vừa bán số này lâu chưa? Hai năm nay rồi. Hai năm nay. Có ở nhà cha mẹ cuộc sống mà có cha mẹ đau thì mẹ đi không được, ở nhà mất về có chừng cha mẹ. Rồi cha mẹ chết rồi mới ở nhà đốt nhang cho cha mẹ là hàng ngày. Dạ. Có chừng nào mà mãn tan rồi mới đi bán được. Bởi vì mỗi ngày thì đốt nhang cây mới đi đốt nhang phanh. Dạ. Là có nghĩa là ba mẹ còn sống thì chú phải ở nhà. Dạ. Rồi khi mà ba mẹ mãn rồi thì chú vẫn mãn rồi chú ở nhà chú thắp nhang. Thắp nhang rồi, thắp nhang rồi tới mà mãn tan rồi mới đi tự do được. Dạ. Là chú có vợ con gì không? Không. Không, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chú 6 à. Ồ. Tại chú nghèo đâu có vợ con. Bây giờ nói ngay không phải nói gì phụ nữ mình chơi khen gì. Mình có tiền cảm ơn mình có tay không thì không ai thương mình tên. Cái đó là chú nói thiệt luôn. Mình có tiền cảm ơn mình. Ờ, cái đó là nhắn tiền cũng thẳng luôn chứ không có giỡn. Dạ. Ngày xưa giờ là chú không có vợ vợ con. Không có luôn. Không có luôn. Lúc đó chú có lên mạng chú ca cổ với bạn bè đồng bốn phương đó. Dạ. Nói chú làm người gì chú nói chú có chú còn làm ớt chứ còn ở với cha mẹ. Là nói anh em không có nói anh nghèo lắm, bây giờ anh lo cho em một tháng 6 triệu đi là em dùm vợ anh liền, tháng nào đủ đầy đủ hết. Sau cái nó chi sâu anh giúp bớt em ơi. Ờ chung được. Dạ. Chứ không thấy chắc làm gì mà anh có lo được. Dạ. Đầu nhân chán làm ăn vợ con cho mình cho khỏe. Dạ. Cái đoạn đường mà chú thường đi bán là ở đâu hay chú Trùm? Từ bên Tân Quỳ dài qua bên đây đi. Dạ. Tới bến đậu đi dài lên tới bến đậu xe cả đó. Dạ. Mỗi ngày chú bán được bao nhiêu tờ vé số? Lúc mới thì chú bán được 100. Thì cái từ mà cúm tới giờ người ta sạch chết, người ta ít cuốn, người ta bán được 80. Dạ. Bây giờ chú uống gì, trà đường, cà phê? Uống cà phê. Một ly cà phê, một ly trà đường. Chú ăn chầm chế mà không, bây giờ bán tay gì chú có ăn quá. Dạ. Chú sáng đi chiều về hay sao chú? Chú đi hết giờ nào cũng về nấy. Ngày nào chú cũng về. Dài gầu chú giặt đầu đạt rồi chú quên lên rồi chú cơm nước cho cơm cầu chú mới nghỉ ngơi. Dạ. Bây giờ không có giả thì mình không có gấp, mình có tự nhiên mình đóng vai chánh luôn đó.
tự mình làm đàn ông rồi làm phụ nữ luôn. À, đóng cánh luôn đó. À, chú giặt đồ, nấu nướng, đồ ăn hết luôn. Được. Trong nhà chú là có bao nhiêu người? À, ba trai ba gái và có gia đình hết rồi, mà còn có 5 người có chồng có vợ tên, còn mình chú không thấy đường, chú giá tới vậy luôn. Dạ. Lý do cái chú là bị khiếm thị mù từ nhỏ hay là sao? Chú đâu ba lúc năm 78 á chú mù. Là chú sinh năm mấy? Năm 75 ngay căn ngày 30 tháng 4 ngay căn ngoài giải phóng miền Nam thống nhất đất nước luôn. Rồi 33 tuổi là chú bị đau ban? 4 tuổi. 4 tuổi chú bị sốt ban. Dạ, ban bạch chứ ban xanh. Dạ. Lên mắt nó mù luôn, bắt đầu gặp ông chú ba cậu ba trong ông là thầy bị bệnh á. Rước qua chảy đầu mấy mụn cho sớm chừng tháng nữa không mụn mới chảy con mắt nó chín giống hoài tháng trời là mắt hư không được chảy chảy một tháng bây giờ mắt không nó hư luôn chú ơi. Rồi một ngày 100 ngàn như thế thì có đủ cho chú sinh sống không? Một ngày chú làm 8 giờ cũng sống được. Dạ. Còn có cái ngày nào bệnh là ngày đó chú hết tiền. Chú đã biết đàn lâu chưa? Chú biết hồi lúc chú 32 tuổi mà học không hết ngày, vì chú đưa học lớn mà chú đâu học hết ngày đâu. Chú đâu có đi có tiền đâu đi học con này kia. Là chú đã đàn được năm nay là chú nói hồi nãy chú nói là chú 46. Dạ. Mà biết đàn mà lúc 32 tuổi. 32 tuổi là lúc đó là chú 3 ngày hay là ngày chú cũng có đây. Là chú mới học hay sao? 32 tuổi là chú mới học đàn hay là 32 tuổi chú đàn được? Mới học. Mới học. Mới học. Mà lúc đó là chú học tờ, mà giờ học tờ, học tờ giàu thì chú lúc đó cha mẹ còn chú đi một cá còn hết cá rồi chú đi mò ốc, hết ốc cái chú là ớt, hết ớt lúc cho nằm hoài thôi, lúc làm. Chú biết mò cá luôn hả? Biết. Hồi xưa thì chú nói với con là cá thì xưa thiếu cha, thì bây giờ cá cô nhảy trong kiếm một con không có luôn. Thì bây giờ xịt bắt ra, đâu còn như chỗ đó không. Dạ chú. Cái gì nó nhủi bay bay luôn. Dạ. Cá lóc, cá gô, cá chê đủ thứ mà chú bắt cá bự, cá nhỏ chú đâu bắt không. Dạ. Đây. Ơi, có cô này đem nướng nè. Đây, chú ơi, bây giờ như thế này, uống một tí cà phê đi. Để chú chỉnh dây ha. Bùi Hồ TV. Lúc đó nhà báo đó là hắn nhà báo là đi xe du lịch là cho điện thoại của chú luôn, cho tới giờ không nghe điện thoại tới giờ luôn. Rồi con biết rồi, con biết người đó rồi. Đi ha. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ chú đàn đọc tấu cho con một bài đoạn khúc Lâm Giang đi. Dạ, đó chú chưa học. Chú chưa học ha. Bây giờ hai câu vọng cổ trước đi, ha chú. Ừ. Hai câu cổ một hai đi. Tại vì chú nói là chú chỉ học không học thầy. Lớp nha mà, lớp bạn bè mà. Dạ. Chú biết rồi. Dạ. Rồi bây giờ chú đọc tấu cho con trước cô bác anh chị nghe hai câu vọng cổ 1 2 đi ha chú ha. Rồi. Để bạn chăn đu cho khúc của chú này vọng cổ. Dạ. Thank you.
hai câu. Chú đó cái này kia. Lý do tại sao là chú lại đi học đơn? Tại vì chú ham đơn. Chú ham đơn hả? Dạ. Chứ không phải là mình bán số, mình đàn để cho nó thu. Cái đàn cũng như là cái bảo quản của mình á. Cái đàn cũng như là nó khai cái người bạn đàn của mình á. Dạ. Cái xong của nó không ạ? Chú đam mê vậy, không lý do sao là chú lại học trễ vậy chú? Tại vì con thấy những cái người giống như chú thường người ta học đàn sớm lắm. À lúc đó là chú còn cha còn mẹ, cha mẹ còn bằng được, nhà của chú cũng có đi bằng nấm, chú đi đốc cho. Chú thấy mình sống được rồi. Dạ. Đâu có đi đàn ca đâu. Dạ. Sao đâu cha mẹ nó già cái mà hết được, mình suy nghĩ là chắc cha này mình khổ thiệt, biết ra luôn. Nghĩ chắc sau này mình khổ thì đúng y chang luôn ha. Đi ra luôn. Cái đầu biết là sau này mình không biết đường đi là mình khổ nữa. Cái đầu mẹ thì chả bữa nào đi theo mẹ đâu, cái từ quen biết đường đi. Dạ. Vậy đó. Ồ quá. Nói chung là mình vì cuộc sống mình phải cố gắng mình mưu sinh nha chú ha. Dạ. Ồ. Rồi con cảm ơn chú nhiều.